Bước sang tuần mới này, thời tiết Nam Bộ tiếp tục có mưa dông nhiều nơi về chiều. Nguy cơ cao xảy ra dông lốc, sấm sét và ngập úng cục bộ các vùng trũng thấp do mưa lớn. Ngay trong hôm nay, dự báo từ đầu giờ chiều, hầu khắp miền Tây sẽ chuyển mưa, nhiều điểm mưa từ 25 đến 50mm. Sau đó, vùng mưa lớn dịch chuyển dần lên miền Đông. Mưa to trong 1 đến 2 tiếng có thể gây ngập úng cục bộ. Trong cơn dông, cảnh báo đi kèm các hiện tượng nguy hiểm là lốc, sét và gió giật mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh có những điểm mưa to tới 50mm. Trước khi chuyển mưa, sáng đến trưa nay, Thành phố Hồ Chí Minh nắng đều, nhiệt độ cao nhất tới 33 độ. Các nơi khác của Nam Bộ sáng đến trưa nay cũng nắng ráo, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 đến 33 độ, riêng Biên Hòa nóng hơn 34 độ.